Cái này là dành cho câu hỏi đầu buổi đó. Khi mà chúng ta hôm trước giao cho nhau là vẽ một cái đồng hồ đúng không? Mô phỏng một cái đồng hồ. Ngoài cái việc là vẽ hình rồi dây dợ mặt biết các thứ thì còn một cái nữa là chúng ta phải làm mặt số rồi thì kim viết các thứ. Thế thì cái mặt đồng hồ thì nó có phân bổ đủ 60 vạch của cái của một một cái phút đấy, đấy không? 60 giây. Thế thì chúng ta phải có 60 cái giây đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào để phân bổ nó? Ví dụ một vạch giây thì chúng ta sẽ làm như thế này. Một vạch. Đó. Ví dụ tôi có một vạch như thế này. Bây giờ nếu như mà chúng ta muốn cho nó quay, đúng không? Một cách đơn giản nhất. Kéo kéo thẳng trực tiếp chỗ này cho tôi. Để cái tâm nó sẽ xuống thẳng. Đây. Thế bây giờ quay một góc độ bao nhiêu thì là được một 6 độ. Ok. Thế thì bây giờ chúng ta cũng lại điều chỉnh nhá. Ctrl Z nhá. Edit nhá. Điều chỉnh là 6 độ này. Bấm lại vào cái thằng này. Giữ Ctrl cho nó dịch 6 độ, chuột phải. Đó. Thì chúng ta sẽ có đủ 60 vạch, bất cứ là vạch hay là cái chấm hay là cái gì đấy thì các bạn sẽ có. Đây là một cách đúng không? Rồi bây giờ xem là cái cách nào khác nữa nhé. Bỏ thằng này đi. Bây giờ tôi lại làm lại cách khác. Đây, một đường thẳng, giữ Shift, nó queo thế này, lạ nhỉ, rõ ràng mình mới vẽ thẳng, tại sao hôm nay nó lại phá đám nó lại. Rồi, một đường. Bây giờ cũng lại giữ Ctrl. Đó. Xoay 6 độ. Tất cả cái này là làm một cho tôi. Một vòng tròn. CE cắt đi, còn lại vạch. Đây là một cách khác đúng không? Một biến thể khác. Thế còn một cái lệnh nữa mà chúng ta biết rồi đúng không? Đó là gì nhỉ? Quay một góc theo rotate theo một cái góc mà chúng ta yêu cầu. Thế đây, bây giờ một vạch C để đảm bảo rằng là hai thằng này nó thẳng hàng với nhau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lấy tâm. Đó, lặp lại cái lệnh lấy tâm transformation đây đúng không? Chọn hình này, copy cái giá trị này cho tôi, giảm giá trị này vào, cho góc độ là 6, cho nhân bản là 59. Xong. Đó. Thì chúng ta có thêm một cái. Thế còn là một cách nữa cũng có thể biến thể, không phải là cái đồ họa chính xác hoàn toàn nhưng mà chúng ta cũng cứ thử xem. Bây giờ tôi lại làm một cái trò khác như thế này nhé. Một vòng tròn
Bây giờ tôi đánh ra đây một chữ y hoa đi. Lấy text, lấy viết text to tax. Ok, được chưa? Bây giờ tôi đánh bao nhiêu cái nữa nào? Thế chúng ta hoặc là đánh đánh sẵn ở ngoài đi. Đánh sẵn ở ngoài được không? 60 vạch đúng không? 60 chữ y đúng không? Đây, nếu thế làm lại ở ngoài đi. Đây, đại loại đánh cho rồi đủ 60 chữ. Sau đó thì chúng ta sẽ vào text, fit text to path nó cho nó nằm vào khoảng như thế này. Sau đó thì bây giờ chúng ta sẽ giải quyết. Tất nhiên cách này thì hơi thủ công, co duỗi nó một tí để cho đảm bảo rằng là nó giãn đều ra trên cái mặt này. Thì đây cũng là một cách. Đến buổi sau chúng ta làm việc với cái công cụ Blend, công cụ ứng Blend thì còn thêm một cách nữa. Tất nhiên nếu mà chịu khó nghĩ cũng có thể chúng ta vẫn còn một vài cách, một vài biến thể nào nữa chăng. Tuy nhiên là đấy, trong một cái bài mà chúng ta yêu cầu nó cũng không phải là cái gì đó quá phức tạp, nhưng nếu mà chịu khó vận dụng, chịu khó tư duy thì có thể chúng ta sẽ tiếp cận với nó bằng nhiều cách thức khác nhau. Tất nhiên có những cách rất nhanh và đặc biệt chính xác luôn. Ví dụ như chúng ta dùng lệnh ở đây chẳng hạn, thì thiết lập xong cái tham số, tính toán xong tham số thì ấn lệnh chỉ một click apply này là nó làm cho chúng ta xong luôn, không cần phải mất nhiều thao tác. Tuy nhiên là khi mà tôi đưa ra một yêu cầu hay là các bạn nghĩ ra một cái vấn đề gì đó, cố gắng lật đi lật lại vấn đề và xem là có thể tiếp cận nó hoặc là xử lý nó bằng bao nhiêu phương pháp, càng nhiều càng tốt, thì nó sẽ giúp cho chúng ta tư duy nó nhanh nhạy hơn và nó đa chiều hơn ở trong công việc. Con heo không khó, tiếp tiếp cận là một cái công cụ nào đó, tiếp cận một cái lệnh nào đó và để làm được một cách đơn giản thì hoàn toàn không khó. Nhưng khi áp dụng nó vào trong một cái vấn đề nào đó thì chúng ta làm được tốt hay không, nhanh hay chậm thì hoàn toàn do cái tốc độ tư duy và cái cách tiếp cận vấn đề của chúng ta nó có thoáng hay không, nó có sáng tạo hay không. Đấy, thì các bạn cố gắng là làm bất cứ một cái phần nào đó thì chúng ta cũng cố gắng là tìm xem có đã hết tất cả các cách hay chưa. Đấy, với thói quen như thế thì sau này các bạn làm cái gì các bạn cũng tư duy sẽ rất là nhanh. Đấy, thì đây là một cái phần hướng dẫn nhanh nho nhỏ, chỉ một cái vấn đề là làm thử một cái mặt số của cái đồng hồ thôi thì chúng ta cũng có thể là làm được nhiều phương pháp khác nhau.